Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 750 token USDT nha các bạn. Tôi cần 1 token USDT bằng 1 đô để tham gia chương trình góp này. Mình click phần mô tả âm tra mình sẽ start chatbot mà. Chương trình này góp này mình lấy trong nguồn ngay góp 6 nha các bạn. Bấm là continue. Con này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Nên các bạn yên tâm làm nguồn ngay góp 6 thì 10 gián thì giải 8 nha các bạn. Nên mình mới làm cái video này. Mỗi một lượt ghép thì được, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè. Mỗi một lượt ghép là bằng được 1 USDT nha bạn. Rồi bạn join vào nè. Rồi bạn mới đắp. Nguồn ngay ghép 6 rất là ít các bạn. Nên hỏi có là mình làm, có là mình làm. Theo world thì các bạn follow và request nha bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Thì rồi, các bạn like và tự quyết về viết để riêng nữa các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi bạn mất up lên các bạn. Rồi các bạn visit subscribe kênh YouTube nó đi các bạn. Rồi trên nguồn ngay 6 thì một cái video này khá là nhiều người xem các bạn. Rồi bạn bấm đăng ký các bạn. Rồi bạn bấm đáp lại. Rồi bạn chờ bot. Visit website thì các bạn vào nhấp vào website này các bạn. Đặng các bạn xem website nó thôi. Rồi các bạn chờ nó load tới website chút xíu nha các bạn. Cái sàn đó chị ạ. Chút hả? À Kim. Rồi các bạn xem cái size nó nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn xuống đây coi kiểm tra của John Green Group bên seller nữa không các bạn. Rồi các bạn kiểm tra hết xong các bạn bấm Don nha các bạn. Rồi các bạn điền là username theo word của tất cả các bạn nè. Còn MMO của anh nha các bạn. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn bấm Don nha các bạn. Rồi các bạn bấm Don nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với C20 với Chocolat, Mayser Wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH-C20 hoặc USDT trên tặng C20 cũng được. Hai ví với nào cũng được chứ mà. Nên khuyên các bạn lấy địa chỉ với C20 trên Chocolat nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Các bạn bắt up lên nè. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. Dán nè. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép thì các bạn sẽ nhận được 1 USDT nha các bạn. Video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.